Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Và sau tập này thì sẽ đến tập cuối. Có lẽ là đến tập cuối của bộ Hắc Tây Du. Tập hôm nay là tập 488. Tập cuối sẽ là tập 489. Và chúng ta đã sẽ kết thúc bộ truyện rất dài này. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với Tiến Phong đến tận thời điểm bây giờ. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Hắc Tây Du, tập 488. Chủ nhân nói với đám người thành đạo đường xa mà tới. Ta phát hiện ra được trận phá diệt này sẽ quét sạch hết thầy, phá hủy hết thầy, gạt bỏ hết thầy mọi thứ. Nhưng mà sau khi tất cả đều xóa mờ thì vũ trụ sẽ tự động khai tích. Độ thế kim thuyền có thể chở toàn bộ sinh mệnh của vũ trụ này tiến đến kỷ nguyên tiếp theo. Đám người thành đạo của kỳ thứ nhất vô cùng khâm phục. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên mười mấy tòa chư thiên đồng loạt tan vỡ, hóa thành hỗn độn. Từng trận cuồng phong nhiệt tịch gào thét thổi qua, làm cho hỗn độn chi khí biến thành một dòng sông mênh mông quét đến các tòa chư thiên khác. Chủ nhân Di Lạc Cùng vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía dòng hỗn độn trường hà kia. Ánh mắt của ông ấy thâm sâu, giống như là nhìn thấy thứ gì đó. Di La đạo huynh, người đang nhìn cái gì? Những người thành đạo có mặt ở đó hỏi. Hình như ta nhìn thấy ở trong con sông đằng kia có một chiếc lá sen. Lá sen đang quấn lấy một bé gái trôi giạt. Chủ nhân Di La Cùng lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Lá sen kia đã bay đi rồi. Cổ quái, tại sao sinh linh ở đằng kia lại có thể sống sót được? Tinh thần của ông ấy lập tức chấn động, chợt cười cười nói. Có người còn sống thì nói rõ trận hạo kiếp này nhất định vượt qua được. Chư quân bảo giúp ta chế tạo ra chiếc độ thế kim thuyền này giải cứu chúng sinh. Lúc này, hỗn độn trường hà lại rung chuyển lần nữa. Lại có một dáng người cường đại từ trong hỗn độn trường hà bay ra. Tuy rằng chủ nhân Di La Cung có chú ý tới, nhưng mà lúc này ông ấy đã phải tập trung rèn luyện độ thế kim thuyền. Đã là giai đoạn mấu chốt rồi, không dành để đi xem xét. Bỗng nhiên, lại có một tòa đại điện tràn ngập hỗn độn chi khí xoay tròn bay ra khỏi hỗn độn trường hạ. Chủ nhân Di La Cung ngẩng đầu lên, cách một quãng xa, đối diện với dáng người ở trước điện. Sau đó ông ấy lập tức yên tĩnh, chuyên tâm vào chế thuyền. Ông ấy không biết một ngày này chính là thất đệ tử của mình từ tương lai trở về. 5 năm sau, đứa trẻ được lá sen đưa đến gần như là que củi, tập tễnh chạy theo đoàn dân chạy nạn đi về phía trước. Những người chạy nạn cứu mang con nhóc lần lượt ngã xuống, táng thân bên trong trận hạo kiếp đáng sợ này. Con nhóc đứng giữa các chồng thi thể, ngẩng đầu nhìn lên. Ở bên trong thế giới phá diệt này chỉ còn lại có một mình cô bé. Biển lửa vặn vẹo, những tên ma quái đáng sợ luôn chi tìm cô nhóc rốt cục đã tìm đến đây rồi. Bọn hắn muốn cướp lấy cô nhóc rồi hủy diệt cô nhóc. Lúc này, phá diệt kiếp chợt yên tĩnh lại. Một dáng người cao lớn tách biển lửa ra, lao vội đến chỗ của nhóc. Tìm được con rồi, tìm được con rồi, con của ta. Một giọng nói vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm vang lên bên tai của cô nhóc, tựa như là muốn thức tỉnh trí nhớ mơ hồ của con bé. Con gái của hỗn độn. Tần Mục nhấc bổng Tần Ninh Quân lên, đặt cô nhóc lên đầu vai mình. Tần Ninh Quân gầy yếu đến mức đáng thương, chỉ còn có da bọc xương, không có được mấy lạng thịt. Cô nhóc ngồi trên vai quán, có chút bất an, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy tóc quán. Cô nhóc nghiêng đầu nhìn ngắm một bên mặt của Tần Mục. Tóc mai bạc trắng đang đến cho cô nhóc một cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là gương mặt mơ hồ đã rơi vào tầm mắt cô nhóc khi cô vừa biết chào đời. Gương mặt này làm cho cô nhóc an tâm. Trong trí nhớ của cô, ngoại trừ gương mặt này ra còn có một gương mặt quen thuộc khác
Người kia là mẹ của cô. Tần Mục nhìn về phía bóng người ở bên trong biển lửa. Bọn hắn là đám người thành đạo đuổi giết Tần Đinh Quân. Năm đó ở trên hỗn độn Trường Hà, chính bọn hắn đã ra mặt chặn đường cả nhà ba người bọn hắn, buộc hắn không thể đưa Tần Đinh Quân quay trở về hỗn độn Trường Hà của kỳ thứ nhất, tiến vào vũ trụ thứ nhất. Từ đó về sau chia cắt cha mẹ. Lần từ biệt này đối với Tần Đinh Quân mà nói thì cũng chỉ là 5 năm. 5 năm con bé sống bơ vơ không cha không mẹ, biến thành cô nhi, cứ thế vất vưởng sống qua ngày. Nhưng rồi đối với Tần Mục và Linh Dục Tú mà nói, cuộc chia ly này lại kéo dài tới hơn 35 tỷ năm. Sự chia ly này làm cho Linh Dục Tú và Tần Mục luôn cảm thấy đau đớn. Vậy nên trong 35 tỷ năm này, bọn hắn cũng không sinh thêm đứa thứ hai. Tần Mục thì tốt rồi, hắn chỉ chờ đợi 35 tỷ năm thôi. Nhưng mà Linh Dục Tú, nàng còn phải tiếp tục chờ đợi. Thất công tử, hỗn độn. Trong biển lửa truyền đến một tràng đạo âm khàn khàn, có ngữ điệu khiếp sợ, có ngữ điệu sợ hãi, nhưng cũng có ngữ điệu hưng phấn, giễu cợt. Rốt cuộc người vẫn có thể trở về, lựa chọn trở thành thất công tử, trở thành hỗn độn. Bọn hắn cười nói. Tần Mục bày ra vẻ không hề bận tâm, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, bàn tay phải nhẹ nhàng rơi lên cao. Chư quân, các người còn nhớ rõ không? Ở trên hỗn độn Trường Hà, ta đã từng nói sẽ chôn cất tất cả các ngươi ở trong quan tài. Năm ngón tay của hắn chợt dang rộng ra. Hôm nay ta đến để thực hiện lời hứa. Oanh một tiếng, ở trong ngọn lửa, một gốc đạo thụ đột nhiên nổ tung. Những người thành đạo tiền sử kia gào thét phẫn nộ, lập tức bỏ chạy tán loạn. Đạo quả của bọn hắn treo cao, đạo quang xuyên thủng hỗn độn hỏa. Nhưng luân hồi cực lớn bay lên, tất cả bọn hắn đều bị bao trùm trong luân hồi. Ở trong hỏa hải, đạo thụ của bọn hắn bị cắt một cách rất ngăn nắp, hóa thành từng tấm ván gỗ. Trên ván gỗ có các phù văn kỳ dị chớp động biến hóa. Đó là hỗn độn phù văn nguyên. Bành một tiếng, từng tấm ván gỗ được cắt ra từ đạo thụ ở ngay trên mặt biển hỗn độn hòa tổ hợp lại tạo thành từng cỗ quan tài. Cành đạo thụ thì lập tức biến thành từng chiếc đình gỗ đóng chặt trên từng tấm quan tài. Những người thành đạo đến từ các kỷ nguyên vũ trụ trước bị những cỗ quan tài kia bắt lấy. Bọn chúng gào thét thê lương, lần lượt từng kẻ đều bị nhét vào trong quan tài của mình. Từng nắp quan tài nặng nề bay lên, chính xác che phủ quan tài lại. Đình gỗ đóng xuống, đóng chặt quan tài. Ở trên mặt biển hỗn độn hòa hải, đạo binh của những người thành đạo này lũ lượt bị nóng chảy hóa thành từng sợi xiềng xích dài hẹp, xuyên thẳng qua biển lửa, xỏ xuyên từng cỗ quan tài, buộc chặt chúng lại với nhau. Ta là hỗn độn. Tần Mục mang theo con gái của mình, Tần Đinh Quân hành tàu ở trong biển lửa. Sau lưng hắn, một loạt cỗ quan tài bị dây xích buộc chặt một chỗ, nhẹ nhàng trôi theo bước chân hắn. Ta trở lại quá khứ, tiến vào kỷ thứ nhất, ta cũng là vô địch. Từ bên trong những cỗ quan tài kia truyền đến từng đợt chấn động bành bành, là những người thành đạo của các kỷ nguyên vũ trụ kia đang cố gắng dãy giụa, ý định phá vỡ quan tài chạy ra tìm đường sống. Tu vì thực lực của bọn hắn cực kỳ cường đại, đám người thành đạo dám cả gan giữa đường đứng ra ngăn cản chân vợ chồng của Tần Mục. Không một ai là người đơn giản, thực lực mỗi người bọn hắn đều có thể so sánh với chủ nhân Di La Cung. Nhưng mà lúc đối mặt với Tần Mục đã trở thành hỗn độn công tử, bọn hắn vẫn thua kém rất nhiều. Các người không cần dãy giụa, tại phiến hư không này ta đã sáng tạo ra một mảnh không gian mà ngay cả phá diệt kiếp và sang sinh kiếp cũng không thể hủy diệt được, là một nơi dùng để chất chứa những thứ bỏ đi. Tần Mục đưa tay ra, đã ở trong phá diệt kiếp xuất hiện một khu vực cực kỳ ổn định. Trong tầng hư không cuối cùng, từng cỗ quan tài bay lướt qua bên người cha con Tần Mục, lao tên nơi đó. Ta thực sự không phải bảo vệ các ngươi vượt qua sang sinh kiếp và phá diệt kiếp. Trên thực tế, mảnh không gian này chỉ là đang áp xúc lực lượng của sang sinh kiếp nhỏ lại gấp vạn lần, lùi lại không biết bao nhiêu năm.
Tần Mục đưa mắt nhìn một chuỗi cỗ quan tài nối đuôi nhau bay đi, giọng nói hóa thành đạo âm truyền vào trong tai của những người thành đạo đang bị giam cầm trong quan tài. Sang sinh kiếp sẽ luôn đuổi theo các ngươi, một lần lại một lần phai mờ tương lai của các ngươi, cho các ngươi thấy được cái chết sẽ dần dần tiếp cận mình theo thời gian. Lực lượng của sang sinh kiếp sẽ khiến cho các ngươi và quan tài cộng sinh với nhau, khiến cho các ngươi vĩnh viễn không thể nào đào thoát được. Nó sẽ giết chết các ngươi từng chút một. Quá trình này sẽ kéo dài suốt mấy nghìn tỷ năm. Các ngươi chia rẽ cha con chúng ta, làm cho mẹ con không cách nào có thể gặp lại được. Chia rẽ vợ chồng chúng ta, đây là sự trừng phạt ta dành cho các ngươi. Phá diệt kiếp của vũ trụ thứ nhất đến rất đúng hạn. Chủ nhân Di La Cung dùng pháp lực lớn lao của mình hóa thành thanh âm, triệu tập toàn bộ người thành đạo và thần thánh trong vũ trụ tới, dẫn theo các sinh linh ở trong chư thiên bọn hắn tiến về tổ đình, leo lên độ thế kim thuyền, dùng kim thuyền để vượt qua phá diệt kiếp nạn. Đây là một màn cực kỳ đồ sộ. Ở trên độ thế kim thuyền, từng tòa kim điện nổi lên. Trong khoang thuyền, kim điện san sát như là chư thiên. Ở bên trong cũng là một sinh thái phù hợp với các sinh linh sinh sống. Kỳ thứ nhất là một kỷ nguyên cực kỳ huy hoàng. Vũ trụ này đã phát triển đến trình độ cao nhất, dù cho là duyên khang cũng sẽ có chút nhạt màu. Chủ nhân Di La Cung đã dốc hết tài phú của vũ trụ này để chế tạo ra kim thuyền. Món bảo vật này đương nhiên là không thể nào đùa được. Lực phá diệt kiếp hàng lâm, kim thuyền cực lớn mạnh mẽ xuyên qua hỗn độn trường hà, ngăn cản làn gió nhiệt tịch và làn gió lãnh tịch. Lúc kim thuyền phá sóng chạy lướt trên mặt sông hỗn độn trường hà, chủ nhân Di La Cung cũng không nén được kích động ở trong lòng. Kim thuyền cũng không bị hủy ở trong phá diệt kiếp. Chất giọng của ông ấy hơi khàn khàn, không nhịn được mà bật cười từng tràng lớn. Ở trong tràng cười kia, từng gốc đạo thụ của các người thành đạo trong mạn thuyền độ thế kim thuyền lần lượt hóa thành tro tàn, đạo quả tiêu tán. Lúc này ông ấy sớm phát hiện đạo hữu của mình sớm đã hóa thành vô số bộ xương khô trong lúc vượt qua phá diệt kiếp rồi. Chủ nhân Di La Cung hy giải, ông ấy đứng ở đầu thuyền nhìn vô số bộ xương khô của các đạo hữu của mình bị nghiền nát vỡ vụn. Đột nhiên ông ấy hét lớn một tiếng, lao đến từng tòa đại điện ở trong kim thuyền. Tòa đại điện thứ nhất trống rỗng, tất cả mọi thứ trong điện đều bị phá hủy, hóa thành hỗn độn chi khí. Tòa đại điện thứ hai cũng trống rỗng. Tòa đại điện thứ ba vẫn là như vậy. Chủ nhân Di La Cung giống như là nổi điên, lao vào từng tòa đại điện rồi lao ra. Ông ấy như là kẻ điên, không ngừng la gào. Trong tiếng la không hề có bất kỳ âm tiết nào, cũng không hề ẩn chứa đạo gì, chỉ có từng tiếng gào than đau đớn. Ông ấy giống như là trúng phải một vết đạo thương chí mạng, hết lần này tới lần khác xông vào các tòa kim điện. Thậm chí có rất nhiều tòa kim điện ông ấy đã chạy vào chạy ra hết mấy lần. Cha, ông ấy đang làm gì vậy? Ở bên trong hỗn độn trường hà, cô nhóc đứng bên cạnh Tần Mục, Tần Linh Quân ngẩng đầu nhìn hỏi cha mình. Ông ấy đang đi tìm đạo tâm của mình, tìm kiếm lý niệm của mình. Tần Mục đứng từ xa quan sát một màn này, chật cúi đầu thủ thỉ với Tần Linh Quân. Đạo tâm của ông ấy đã hỏng rồi, lý niệm đã sụp đổ rồi. Ông ấy muốn tìm lại chúng. Có lẽ tương lai ta cũng sẽ trở nên giống với ông ấy, phải tìm lại lý niệm, tìm lại đạo tâm của mình. Chủ nhân Di La Cung tìm kiếm khắp mọi nơi, hết lần này tới lần khác, nhưng mà cả chiếc kim thuyền lớn như vậy chỉ còn có một mình ông ấy. Cuối cùng ông ấy cụt hứng ngồi bệt xuống, đần độn ngơ ngác nhìn về phía hỗn độn trường hà. Độ thế kim thuyền theo dòng chảy của hỗn độn trường hà mà du động, phá diệt kiếp rất dũng mãnh, nhưng chẳng mảy may dung chuyển được con thuyền này, cũng không cách nào có thể dung chuyển ông ấy. Đạo tâm của chủ nhân Di La Cung cô quạnh, giống như là muốn nhập diệt hóa đạo. Lúc này bất chợt có một người đàn ông tóc tai điểm hoa dâm dắt theo một cô nhóc tiến vào kim thuyền. Hai mắt chủ nhân Di La Cung vô thần nhìn bọn hắn, đột nhiên trong mắt ông ấy giật giật, bởi vì người đàn ông tóc mai điểm hoa dâm kia đang hành lễ đệ tử với ông ấy. Khách tương lai tới thăm, chủ nhân Di La Cung hoàn lễ nói. Từ trên thân các người,
ta nhìn thấy được các thứ không thuộc về vũ trụ này. Các người giống như là đến từ một thời đại rất xa. Các người là đến từ tương lai sao? Lão sư, ta là đệ tử của người. Hỗn độn. Tần Mục nói, ta về đây là để thăm người. Chủ nhân Di Lạc cùng kinh ngạc nhìn bọn hắn, đột nhiên nói, tương lai có tốt không? Tương lai rất tốt. Tần Mục cười trả lời. Chủ nhân Di Lạc cùng thoáng trầm mặc. Đạo tâm đã tử vong của ông ấy, theo thời gian dần dần giống như là đang dần khôi phục lại sự sống, lý niệm trở lại. Ông ấy lung la lung lay tiến vào trong kim điện. Ở trong từng tòa kim điện là những người bạn cũ trong quá khứ, là chúng sinh và dòng lịch sử của quá khứ. Qua hồi lâu, ông ấy mới bước ra khỏi kim điện. Thất đệ tử của ông ấy và cô nhóc kia đã biến mất, không thấy đâu nữa. Chủ nhân Di Lạc Cung chợt cảm thấy thất lạc. Sau phá diệt kiếp chính là sang sinh kiếp. Lúc sang sinh kiếp bộc phát, ngũ thái diễn biến, sau khi thái cực đại đạo diễn hóa thiên địa vạn đạo thì vũ trụ mới sẽ ra đời. Vô Nhai lão nhân đắm chìm ở trong giao trì dưới gốc cây thế giới thụ. Lão hết sức nhàm chán, dùng hồng mông nguyên dịch để tẩy rửa bùn đất trên thân. Tuy phá diệt kiếp và sang sinh kiếp rất hùng vĩ đồ sộ, nhưng cũng chỉ là làm cho thân thể lão dính bụi bặm mà thôi. Vô Nhai lão huynh, Vô Nhai nghe được giọng nói này thì dè chừng đưa mắt ra dò xét. Lão nhìn thấy một người đàn ông tóc mai điểm hoa râm đang dắt tay một cô nhóc đi tới. Lão vội vàng nhảy ra khỏi giao trì, vội vàng khoác quần áo vào, hà hà cười nói, ta nhận ra ngươi, ngươi không phải là người của vũ trụ này. Ta đã nhìn thấy ngươi từ trong hỗn độn nhảy ra. Ta là thất đệ tử của chủ nhân Di Lạc Cung, hỗn độn. Tương lai được hưởng lợi bởi đạo huynh, vậy nên đặc biệt đến cảm ơn đạo huynh đã viện trợ. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười nói, trong tương lai đạo huynh giúp đỡ ta rất nhiều, mà ta lại chưa hề hồi báo, thiếu nợ đạo huynh một món nhân tình, đành phải trở lại quá khứ giao cho đạo huynh một tấm phiếu ghi nợ. Vô Nhai lão nhân cười nói, hóa ra là đồ đệ của Di La. Thân phận của ta là thế nào cơ chứ? Bàn về bối phận, Di La cũng phải gọi ta một tiếng là tiền bối, còn cần phiếu nợ của ngươi sao? Đúng là buồn cười. Thôi đi, không cần tới phiếu nợ. Vẻ mặt của Tần Mục rất hiền hòa. Đạo huynh vẫn nên nhận đi, không biết chừng tương lai sẽ có ích đấy. Hắn viết phiếu nợ xong, Vô Nhai lão nhân cũng tiện tay thu đi. Tần Mục thấy vậy thì có ý tốt nhắc nhở, đạo huynh, tấm phiếu nợ này không thể vượt qua sang sinh kiếp và phá diệt kiếp, tốt nhất vẫn nên giấu bên trong rễ cây. Vô Nhai lão nhân nghe theo, cười cười nói, ngươi, cái người này cũng có chút ý tứ. Lão nhìn tiểu nha đầu bên cạnh Tần Mục, chỉ thấy cô nhóc trắng nõn đáng yêu, có chút nghi ngờ hỏi, trong phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất, ta nhìn thấy bên cạnh người có một tiểu cô nương, là con bé đó sao? Tại sao con bé lại không lớn lên vậy? Tần Mục cười trả lời, con bé sinh ra ở tương lai, giờ mà hấp thu phá diệt kiếp mà sinh, đã hấp thu phá diệt lực lượng của những kỳ sau rồi. Chỉ có phá diệt lực lượng của kỳ thứ nhất là chưa hấp thu, sau khi con bé chào đời mới bắt đầu hấp thu, vậy nên chưa có thể phát triển ở kỳ thứ nhất. Còn có lại chuyện cổ quái như vậy sao? Vô Nhai lão nhân kinh ngạc, thấy hắn ăn nói bất phàm nên cũng rất hào hứng, cùng hắn lão luận đạo. Trò chuyện càng lâu, lão càng cảm thấy người này rất bất phàm. Tần Mục đưa mắt nhìn xung quanh, mảnh tổ đình bao la mờ mịt này không có một bóng người, chỉ có ngũ thái hội tụ, tất cả đã sẵn sàng, ngũ thái thần đầu đang đợi để xuất thế. Đừng nên nhìn, người không liên quan. Vô Nhai lão nhân cười nói, Di La sớm đã thù ở nơi đó rồi, sinh linh trong tòa mạch quáng đầu tiên sẽ bị hắn bắt giữ. Đúng rồi, ngươi là đệ tử quán đến từ tương lai, vậy thì nhất định biết rõ trong tương lai sẽ như thế nào, phải không?
Tần Mục nghiêm nghị nói. Vô Nhai lão tổ pháp lực vô biên, uy năng xỏ xuyên qua từng kỳ vũ trụ, có vô số người thành đạo thần phục, bảo vệ xung quanh lão tổ. Vô Nhai lão nhân cười ha ha. Ngươi, cái người này nói chuyện thực là dễ nghe, không hổ là lão thất nhà Di La, ta đặc biệt thích ngươi. Chủ nhân Di La Cung đang ở kỳ thứ hai, nhập thế độ nhân, truyền thụ thần thông đạo pháp. Sinh mệnh của thế gian dần dần tăng lên, có rất nhiều cổ thần và rất nhiều sinh mệnh chủng tộc khác theo ông ấy cầu học đạo vấn. Đại đệ tử của chủ nhân Di La Cung là một mao đầu tiểu tử. Hắn ta nhận được chân truyền của chủ nhân Di La Cung, có đôi lúc sẽ còn thay lão sư truyền đạo. Một ngày này, hắn ta bắt gặp hai cha con người rất kỳ quái. Hắn rất tò mò dò xét hai người kia, nhưng lại không thể nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Nội tâm thái thượng thoáng nghiêm nghị, lập tức đứng dậy hỏi: hai vị đạo huynh là từ đâu mà tới? Tần Mục vội vàng nói: thái thượng sư huynh, ta là thất sư đệ hỗn độn của ngươi, bái sư nhập môn muộn hơn ngươi, không đảm đương nổi hai chữ đạo huynh. Thái thượng mờ mịt. Tần Mục nói: lai lịch của sư huynh là thế nào? Thái thượng đáp: ta sinh ra từ thái dịch mạch khoáng, vốn trong một quả trứng, lão sư làm phép cho ta, bảo ta theo ông ấy tu hành. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười ha ha. Khó trách thái dịch tại sao lại không thể đánh thắng thái thượng công tử, hết lần này tới lần khác đều bại trong tay thái thượng đấy. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Rốt cuộc hắn cũng nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề. Thái dịch là do nguyên thần của người đứng đầu thiên đô đoạt xá thái dịch của kỳ 17 đấy. Bởi vì đoạt xá nên vừa phương diện lĩnh ngộ và vận dụng thái dịch chi đạo vẫn kém một chút hòa hầu, nhiều lần bị thái thượng khắc chế, cuối cùng bị cắt, bị giam cầm trong quan tài táng đạo. Sư huynh, lão sư có dẫn người đến quy khư tham quan chưa? Tần Mục tủm tỉm cười nói. Thái thượng cảm thấy nụ cười của hắn không hề có ý tốt, nhưng nghĩ hắn là sư đệ của mình, chắc hẳn sẽ không hại mình đâu, vậy nên thục thà lắc đầu nói: chưa hề. Sao lại không đi xem xem? Tần Mục từng bước dẫn dụ. Về sau quả thực là thái thượng có đến quy khư nhìn xem, rồi vô ý thức trượt chân ngã vào trong quy khư đại nguyên của kỳ thứ hai, thiếu chút nữa là chết ở trong đó rồi. Chủ nhân Di La Cung nghe tin, vội vàng chạy tới cứu được hắn ta lên. Chỉ thấy thái thượng vô cùng thành thực, tay trái ôm một người, tay phải ôm một người, ôm hai tiểu cô nương giống nhau như đúc lên. Đó là quy khư thần nữ, rất thông minh linh đợi. Ai bảo con xuống dưới đó? Chủ nhân Di La Cung khiển trách hắn ta. Nơi này hung hiểm bậc nào, lấy thực được con bây giờ xuống đó, khó mà giữ được tính mạng. Thái thượng buông quy khư thần nữ xuống, cúi đầu nhận sai, nói: là thất sư đệ bảo con đến xem một chút, mới vừa rồi cha con thất sư đệ còn ở đây. Hắn ta đưa mắt nhìn mọi nơi, nhưng mà cha con Tần Mục đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa. Chẳng lẽ ta bị gạt? Thái thượng vò đầu. Sắc mặt chủ nhân Di La Cung thoáng trầm xuống, lời nói có chút thấm thía. Mặc dù kẻ này thực sự là thất sư đệ của con, nhưng mà ta thấy hắn có chút tà tính, rất không giống người tốt. Sau này có lẽ còn sẽ gặp được hắn, nhất định phải tránh xa hắn một chút đấy. Thái thượng tìm được đường sống từ chỗ chết, liền gật đầu liên tục. Chủ nhân Di La Cung nhìn về phía quy khư thần nữ, lập tức nhìn ra sự bất phàm của nàng. Ông ấy nói: hai người các ngươi thật ra là một người, là nhất tâm nhị thể, nhất đạo dị dụng. Ngàn vạn lần đừng tách mình ra làm hai người, nếu trở thành hai người thế tất sẽ nhiễu loạn. Sau này các người hãy theo ta tu hành đi. Hai tiểu cô nương kia tâm linh hữu tê, lễ bái nói: kính xin sư tôn ban tên cho. Nhất sinh nhất diệt, đạo pháp vô cực, các người gọi là vô cực. Chủ nhân Di La Cung nói: các người cũng phải coi chừng thất sư đệ của các người, hỗn độn, đừng để bị hắn lừa đấy. Hai tiểu cô nương nhìn nhau cười: lão sư,
Chúng ta thông minh lanh lợi, ai có thể lừa được chúng ta? Chủ nhân Di La Cung lắc đầu, có chút bất an, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ cổ quái. Tương lai tại sao ta lại thu một đệ tử như hắn vậy? Hắn làm việc có chút tùy hứng, cần phải đề điểm, cần phải đề điểm. Ông ấy đi tìm Tần Mục. Tần Mục đang ở trong tinh không kỳ thứ hai ngủ say, từng mộng cảnh từ trong hỗn độn tràn ra, hỗn độn hóa thành từng vũ trụ cỡ nhỏ. Con gái của hỗn độn thì chạy xuyên qua từng vũ trụ, sung sướng chơi đùa. Chủ nhân Di La Cung đứng trước mảnh mộng cảnh này, đột nhiên một người thành đạo Tần Mục ở trong một tòa vũ trụ chợt nhô đầu ra. Chủ nhân Di La Cung mỉm cười, gật đầu chào. Chỉ thấy người thành đạo Tần Mục kia lẩm bẩm một ngôn ngữ gì đó mà người nghe không hiểu, sắc mặt vô cùng lo lắng, nhìn về phía ông ấy mở miệng gọi. Chủ nhân Di La Cung không nghe rõ, đột nhiên chỉ thấy tòa vũ trụ thu nhỏ kia tàn vỡ, phá diệt kiếp bộc phát, tất cả các tòa vũ trụ đều bị hóa thành tro xám, chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Mà người thành đạo Tần Mục kia cũng bị hóa thành tro tàn. Thế nhưng mảnh vỡ Đại La Thiên và đạo thụ héo rũ vẫn còn đó. Sàng sinh kiếp nhanh chóng ập tới, mảnh vỡ Đại La Thiên và đạo thụ héo rũ cũng nhanh chóng bị mai một, không còn nữa. Chủ nhân Di La Cung như có điều suy nghĩ, lập tức quay người trở về. Từ đó về sau, Di La Cung liền có một quy củ, là không một ai được phép quấy rầy giấc ngủ của thất công tử hỗn độn. Ông ấy chuẩn bị rất chu đáo. Lúc kỷ nguyên thứ hai vẫn đang trong giai đoạn phát triển thì đã bắt đầu bị ứng đối với phá diệt kiếp rồi. Kỷ nguyên thứ hai đã phát triển được rất lâu, có rất nhiều nhân vật cường đại, thông minh xuất thế, nhiều chuyện cũ vui buồn lẫn lộn nườm nượp kéo đến rồi đi. Độ đặc sắc không hề thua kém kỷ 17, thậm chí sóng lớn còn cường hoành hơn, dữ dội hơn. Chủ nhân Di La Cung xem việc truyền đạo là chức trách của mình, ông ấy bắt đầu xây dựng tòa ngọc kinh thành thứ nhất. Độ thí kim thuyền là độ, ở trong thuyền là độ thế, còn ngọc kinh thành là ngự, để vượt qua phá diệt kiếp. Ông ấy chuyên tâm hoàn thiện ngọc kinh thành, cũng không hề bận tâm đến chuyện ở bên ngoài. Thái thượng đã thành đạo, có thể thay ông ấy làm rất nhiều chuyện. Nhưng mà thi thoảng thái thượng sẽ lại đến cáo trạng, nói cha con thất công tử lại làm chuyện gì đó, rồi cha con bọn hắn lừa gạt bốn phía rất nhiều. Chủ nhân Di La Cung hỏi rõ ngọn nguồn, nhưng đều lại là việc vặt, tội lỗi cũng không quá rõ ràng. Ông ấy căn dặn, đừng có để ý tới hắn nữa, hắn là sư đệ của con, đừng nhìn hắn với con mắt quá thành kiến. Hắn nhập môn sớm hơn con, tại sao lại gọi hắn là sư đệ? Thái thượng trầm muộn nói, bản lĩnh của hắn cao hơn con, hắn nên là sư huynh mới đúng. Hắn là từ tương lai trở về, làm việc thành thục ổn trọng, trái lại cũng xảo quyệt hơn con. Chủ nhân Di La Cung nói, ta nhìn chuyện hắn làm tuy rằng là hãm hại lừa gạt, nhưng cũng không hề sai trái. Trái lại con luôn nhìn mọi thứ với một tấm lòng lương thiện, đôi lúc sẽ làm ra chuyện sai trái. Con nên học hỏi sư đệ con đi. Sau đó thái thượng đã trở về chững chạc hơn rất nhiều, làm việc gì cũng suy trước tính sâu. Kỷ nguyên thứ hai vẫn bị phá diệt. Chủ nhân Di La Cung muốn cứu tất cả chúng sinh, nhưng lại độ thất bại. Ngọc Kinh Thành chỉ có thể bảo vệ được thái thượng và một số ít người thành đạo, còn vô cục là vì nhờ trốn vào quy khư nên mới tránh được phá diệt kiếp nạn. Chủ nhân Di La Cung vô cùng cô đơn, rời khỏi Ngọc Kinh Thành rách rưới. Ông ấy nhìn về phá diệt kiếp tùy ý tàn phá kỳ thứ hai, có một cảm giác bất lực thật sâu. Lúc này ông ấy lại nhìn thấy thất đệ tử của mình, hỗn độn dẫn theo con gái của hắn vui chơi thỏa thích trong phá diệt kiếp của kỳ thứ hai. Tiểu cô nương kia là đang hấp thu lực lượng của phá diệt kiếp. Ở bên trong phá diệt kiếp của kỳ thứ hai có rất nhiều đồ vật mà kỳ thứ nhất không hề có. Có một dải đất bẩn chuyên chứa đựng những thứ bỏ đi, là một không gian hỗn loạn. Hai cha con bọn hắn vội vàng đến vội vàng đi trong phá diệt kiếp, không biết là đang nháo thứ gì. Cho dù chủ nhân Di La Cung độ lượng hơn người thì giờ phút này cũng không khỏi có chút tức giận. Ông ấy tìm được cha con Tần Mục, bi phận nói, ngươi trở lại quá khứ rốt cuộc là để làm cái gì? Vì sao ngươi lại trơ mắt nhìn phá diệt kiếp diễn ra? Vì sao không thể cứu thế nhân? Cha con Tần Mục dừng chân,
Tần Mục Chào nói: "Lão sư, lần này ta đến để làm chứng, đến để tìm người và một số vật. Ta sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa ta cũng không cách nào có thể cứu bọn hắn." "Chỉ là đến nhìn thôi sao?" Chủ nhân Di Lặc cùng bật khóc. Ông ấy nhớ đến chúng sinh của kỳ thứ hai, từng vị đạo hữu lần lượt táng thân ở trong phá diệt kiếp, nội tâm đau đớn vô cùng. Qua hồi lâu mới nói: "Tương lai như thế nào?" "Tương lai rất tốt." Tần Mục về đến một đám hỗn độn chi khí hóa thành một tấm bồ đoàn đưa cho ông ấy nói: "Lão sư, kỷ nguyên thứ ba còn có chúng sinh, còn cần lão sư tham gia độ nhân." Trước lúc sang sinh kiếp của kỳ thứ ba bộc phát, rốt cuộc chủ nhân Di La Cung cũng nhặt được đại đạo tâm, nhặt được lý niệm. Ông ấy quay đầu lại nhìn dòng lịch sử vô tận của kỳ thứ hai, sau đó lại nhìn về phía trước. Trước mắt ông ấy là kỷ nguyên thứ ba sắp sửa khai tích. Ông ấy không cách nào nhìn thấy được toàn bộ kỳ thứ ba, bởi vì tương lai là sự diễn biến của các hạt vật chất. Bất kỳ một hạt vật chất nào nhiễu loạn thì cũng đều sẽ tạo ra rất nhiều hình ảnh khác nhau. Dù cho trí tuệ của ông ấy rất cường đại, nhưng cũng không cách nào có thể nhìn thấu được tương lai. Ông ấy vẫn chưa đủ cường đại, nhưng mà ông ấy vẫn luôn nhìn thấy tương lai một chút, nhìn thấu tương lai, nhìn xem liệu mình có thành công hay không. Lúc này hai cha con Tần Mục cũng đã cất bước tiến vào sang sinh kiếp. Hình ảnh tương lai là một mảnh hỗn độn bao la mờ mịt. Chủ nhân Di La Cung chỉ kịp trừng mắt nhìn hai cha con nhà kia. Sang sinh kiếp đã lập tức bộc phát, ông ấy đành phải vận dụng hết khả năng để bảo vệ thái thượng, tránh cho thái thượng bị táng thân trong hảo kiếp. Thái thượng lúc này vẫn chưa khả năng để đối kháng với sang sinh kiếp. Về phần vô cực thì ông ấy không cần lo lắng. Ngũ thái diễn biến, kỷ nguyên thứ ba đã tới. Vô Nhai lão nhân câu được câu mất trò chuyện với cha con Tần Mục. Vô Nhai lão nhân cảm khai nói: "Hai kỷ nguyên qua, chỉ có cha con các ngươi được tính là bằng hữu của ta. Chỉ có hai người các ngươi mới có thể trò chuyện với ta. Di là quá bận, thái thượng là kẻ câm, nha đầu vô cực kia lại là cực kỳ đáng ghét. Chỉ có cha con các ngươi là nhìn rất thuận mắt." Bọn hắn nhìn chủ nhân Di là cùng dẫn theo thái thượng và vô cực hành tẩu trong thế gian mới. Vũ trụ mới là một mảnh hoang vu, sinh cơ cũng đang mơ hồ thai nghén. Thái cực lực lượng làm cho vũ trụ mới này có nhiều sinh mệnh hơn. Thái cực là vạn vật trì mẫu. Chủ nhân Di La Cung gặp được thái cực cổ thần của kỳ vũ trụ này. Thái cực cổ thần vừa xuất thế đã thành đạo, là một người trẻ tuổi gọi là Thiên Đồ. Thiên Đồ đi theo ông ấy tu thành thật lâu, nhưng mà lý niệm lại không hợp với Di La, lập tức đi ra khỏi Di La Cung tự lập môn hộ. Tần Mục dẫn theo con gái của mình Tần Linh Quân chạy đến Thiên Đồ thần thành do Thiên Đồ khai sáng ra. Nơi này là do Di La Tích Ngọc kinh thành biến thành, là Thiên Đồ nghe chủ nhân Di La Cung kể về sang sinh kiếp và phá diệt kiếp nên mới sinh ra ý tưởng, cũng có ý định chế tạo ra một tòa thần thành có thể vượt qua hai trận đại kiếp. Hai cha con Tần Mục lăn lộn trong Thiên Đô thành, cũng tìm được cái ghế, hầu như đã đều quen biết với những người thành đạo Thiên Đô thành, giao tình rất tốt. Thái thượng có chút không cam lòng, chạy đến cáo trạng với Di La. Di La nói: "Con cần phải ổn trọng, sư đệ của con làm việc đều có đạo lý riêng, không cần tính toán chi li. Tuy rằng lý niệm của Di La Cung và Thiên Đô thành không hợp, nhưng đều là vì tương lai, cũng không khác nhau." Thái thượng đã chững chạc hơn một chút. Kỷ nguyên thứ ba nhanh chóng tiến vào giai đoạn phá diệt. Đám người thành đạo trong Thiên Đô thành càng lao lực hơn khi phá diệt kiếp và sang sinh kiếp sắp tới. Bọn hắn chạy đôn chạy đáo, nghĩ ra được rất nhiều biện pháp. Chỉ riêng cha con Tần Mục là chỉ biết chiếm chỗ ngồi, không hề đưa ra kế sách. Cuối cùng cha con Tần Mục cũng bị đuổi ra khỏi Thiên Đô thành. Thiên Đô có chút tiếc hận, nói với Tần Mục: "Hỗn độn đạo hữu, bọn hắn không biết bản lĩnh của ngươi, nhưng ta lại biết rõ bản lĩnh của ngươi, thậm chí còn cao thâm hơn cả lão sư. Bọn hắn cho ngươi là tên khốn kiếp, nhưng ta lại cảm thấy mỗi lời nói, hành động của ngươi đều ẩn chứa thâm ý sâu sắc. Nhưng mà ta cũng không thể giữ ngươi lại được, đành phải tiễn ngươi rời đi. Cánh cửa Thiên Đô thành luôn rộng mở, xin đợi đại giá." Tần Mục hàm hồ nói: "Đạo huynh yên tâm, ta sẽ trở về."
kỷ nguyên thứ ba phá diệt, Thiên Đô Thành bị hủy diệt hoàn toàn, Ngọc Kinh Thành cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Người thành đạo còn giữ được mạng chỉ rải rác không có mấy người, chỉ còn lại là một ít đạo thủ và đạo quả bị tàn phá nặng nề. Thiên Đô đứng trong hỗn độn khóc lớn. Chủ nhân Di La Cung dẫn theo thái thượng tiến đến an ủi y, có chút ý tứ đồng bệnh tương liên. Lúc này bọn hắn lại nhìn thấy cha con Tần Mục vội vàng chạy tới chạy lui trong phá diệt kiếp. Nha đầu gọi là Tần Linh Quân kia vẫn đang điên cuồng hấp thu phá diệt lực lượng. Thiên Đồ đùng đùng lửa giận, muốn chạy đến lý luận, nhưng Di La Cung lại cản y lại. Ông ấy nói, hắn là đến từ tương lai, có một số chuyện không thể nói. Biết rõ, nhưng nói vậy thì trở về có tác dụng gì chứ? Thiên Đồ khó nén được lửa giận trong lòng. Di La chép miệng. Ở trong phá diệt kiếp, Thiên Đô nhìn thấy khu vực phế thải và hỗn loạn không gian. Hai cha con hỗn độn đã đang chuyển một số thứ vừa mới ra đời từ hỗn độn đến hai chỗ kia. Người không thể đánh bại hắn. Di La nói, ta không thể nhìn thấu bản lĩnh của hắn. Thiên Đô trở nên trầm mặc. Hỗn độn, tương lai thế nào? Chủ nhân Di La Cung lại hỏi Tần Mục. Tương lai rất tốt. Thiên Đô cười lạnh. Nhưng mà đến kỳ thứ tư, Tần Mục lại vác mặt tới. Thiên Đô cũng không oán trách hắn, cũng không dành để ý tới hắn nữa. Thiên Đô còn có việc lớn phải làm, y muốn đi trước chủ nhân Di La Cung một bước, thu thập tiền thiên ngũ thái của kỳ thứ tư vào trong chướng mình. Y muốn chứng minh là lý niệm của mình là tốt hơn so với lý niệm của lão sư, khí độ ý chí của y cũng tốt hơn lão sư. Thiên Đô Thành trở nên lớn mạnh, y có rất nhiều tùy tùng. Thần thông đạo pháp của Thiên Đô Thành dần dần cũng đi vào hệ thống, càng lúc càng khác biệt với thần thông đạo pháp của Di La Cung. Thái thượng có chút không vui, bởi vì Thiên Đô Thành nói với bên ngoài, Di La Cung không phải là chính thống, Thiên Đô Thành mới là chính thống. Hắn ta chạy đến lý luận lại bị Thiên Đô Thành chúng đánh cho một trận, lập tức trở về cáo trạng với chủ nhân Di La Cung. Chủ nhân Di La Cung nói, ta với hắn đã tranh độ, độ thế nhân, ai là chính thống thì có gì khác biệt. Lại qua thêm một vài năm, thái thượng lại chạy đến kể với Di La. Lão thất đang gây sợ, dân oán cực đại, rất nhiều người đến cáo trạng, nói hắn làm rất nhiều việc ác. Chủ nhân Di La Cung suy xét hành vi của Tần Mục, lại cười cười nói, đều là những việc nhỏ, không có ảnh hưởng lớn, thái thượng tấm lòng phải rộng lượng. Lại qua thêm vài năm, đến lượt Vô Nhai lão nhân chạy đến tìm chủ nhân Di La Cung. Lão nói Thiên Đô làm ác là độc đạo giả. Đạo hữu, bọn hắn muốn làm xấu đạo thống của người đấy. Chủ nhân Di La Cung cười nói, đạo pháp trong thiên hạ đều xuất phát từ Di La, những lời này có chút bất công. Đạo huynh nói không biết chừng bọn hắn mới là chính thống. Vô Nhai lão nhân đành phải thôi. Phá diệt kiếp của kỳ thứ tư rốt cuộc cũng tới. Thiên Đô Thành chúng nhìn Thiên Đô nói, cứ để cha con hắn chạy thế sao? Thiên Đô nói, không cần để ý tới bọn hắn, chúng ta chính diện đối kháng với hạo kiếp. Cha, chúng ta đến đây để làm gì? Tần Ninh Quân cảm thấy khó hiểu. Cô nhóc nhìn Tần Mục dẫn theo mình tiến đến chỗ hạo kiếp bộc phát thì vội vàng hỏi, đợi một người. Tần Mục nhìn chằm chằm vào nơi phá diệt kiếp bộc phát, chỉ thấy hỗn độn chi khí nơi đó mờ mịt dung chuyển, hợp thành trường hà. Rất nhanh, phá diệt kiếp sẽ nuốt chửng toàn bộ vũ trụ, quét sạch toàn bộ chư thiên. Đột nhiên, có một người rơi xuống, chìm vào hỗn độn trường hà. Đó là một cự nhân, thân thể quảng đại, tay xách đại phù, mắt thấy mình sắp sửa rơi vào phá diệt kiếp kỳ thứ tư. Hắn ta lập tức điều động pháp lực hùng hậu của mình, ra sức lao ra khỏi trận kiếp nạn này. Nhưng vào lúc này, Tần Mục lại duỗi tay ra, bàn tay quán rơi vào bên trong phá diệt kiếp, hóa thành vô số bộ xương khô, gắt gao túm chặt cái cự nhân kia, kéo hắn ta vào trong hạo kiếp. Giờ phút này, đầu lâu của cự nhân kia vẫn đang ở trên mặt sông hỗn độn trường hạ. Hắn ta ngẩng đầu nói với Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân, theo bản đồ cứu ta. Dứt lời thì lập tức bị Tần Mục kéo vào trường hạ. Cự nhân kia vừa rơi vào phá diệt kiếp của kỳ thứ tư,
thì lập tức vung búa chém tới. Tần Mục đưa tay ngăn cản, cười nói: Thái Dịch là ta. Cự nhân Thái Dịch vô cùng kinh ngạc, thất thanh nói: Là tiểu tử ngươi kéo ta vào trong hạo kiếp sao? Tần Mục giơ một đầu ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đẩy Thái Dịch thần phù kề sát cần cổ mình ra, cười nói: Đạo huynh, đây là ý tốt của chủ nhân Di La Cung, người tĩnh tâm một chút. Thần phù bị hắn đẩy ra, lập tức đã gác ở trên cổ quán. Hạo kiếp hoàn toàn bộc phát, kỳ thứ tư bị hủy diệt. Tần Mục vội vàng nói: Thân thể thiên đô của ngươi đang ở đây, ta cho ngươi một hỗn độn phù văn, có thể giúp nguyên thần của ngươi chuyển thế đến kỳ thứ năm, sẽ không biến mất. Ngươi có thể nhân cơ hội này để quan sát hành vi của thiên đô thành. Thiên đô sắp sửa bị quấn vào trong phá diệt kiếp, hắn không nói gì, nhanh chóng lạc ấn hỗn độn phù văn lên thân cự nhân Thái Dịch. Thiên đô thành bị quấn vào phá diệt kiếp, nội tâm cự nhân Thái Dịch cả kinh, đang cho rằng mình sẽ biến mất thì bất ngờ phát hiện mình vẫn còn nguyên, lúc này mới thở phào một hơi. Hỗn độn. Hắn thu hồi Thái Dịch thần phù, nghi hoặc nhìn Tần Mục. Hỗn độn công tử. Tần Mục mỉm cười gật đầu. Thái Dịch thở dài nói: Người kéo ta tới kỳ thứ tư sẽ khiến cho một người ở kỳ thứ 17 sẽ phải chịu một áp lực rất lớn, thậm chí Duyên Khang sẽ bị diệt. Đạo hữu, người... Trận chiến ở kỳ 17 ta đã vượt qua được rồi, bây giờ đang trở về quá khứ. Tần Mục nắm tay Tần Đinh Quân, thản nhiên nói: Sau khi người đi đã xảy ra một vài chuyện, lần này ta trở về là để thành toàn những chuyện này, triệt để giải quyết hư không tương lai. Ta còn muốn tìm một người, là một quái nhân cao gầy, có con mắt thứ ba. Người nên biết người này. Mình xin dừng lại ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập cuối của bộ truyện. Chào mọi người.